Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì cũng vào thời gian này là chập tối và Bùi Hồ đang có mặt tại một cái căn phòng trọ rất là nhỏ ở đây và để tìm về hoàn cảnh của anh Cường, người mà có biệt tài là hát rất là hay, vừa hát vừa đờn luôn. Và đây là cái căn phòng của anh Cường này cô bác quý anh chị. Thì để nghe thì mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ cũng như là đến nhà anh Cường ha. Mình tắt đi. À, anh Cường là mới thì vừa đàn bài gì hay anh Cường ha? Đoạn khúc Lâm Giang. Dạ. Thì anh Cường là thấy trong căn phòng trọ có mình nên anh Cường cho mọi cô bác quý anh chị biết là nhà anh ở đâu rồi anh xuống đây thì ở Long Xuyên này thì anh vừa đàn để mà đàn đám tiệc hay là như thế nào hay anh Cường? Đám tiệc cũng đi mà thường thì ở này ga lo kẹo kéo rồi ta ca không có thuộc bài cho nên mình cứ bán vừa đàn vừa ca. Bán là cái đồ như là hột quẹt hoặc là cái gì đó tâm sĩ găng hay gì cái nào mình bán được thuận tiện bán, còn vé số thì quản lý không nổi cho nên đừng không chơi cái đó. Anh có một mình hồi đó giờ hay sao anh Cường? Ở đó không biết, một mình thì tại thì ở mình thôi, nhưng mà tại vì nhà có ông bà già mới mất còn ông già ở nhà cho nên để vợ nhà lo cho ông già chứ đâu có bỏ đi hết được, cho nên đi là phải đi mình một không à. Ông vợ phải lo cho ông già ở nhà, đi hết thì không được, với con cái đồ nhà nữa. Anh có mấy đứa con? Được hai đứa, được trai với gái. Dạ. Anh ở dưới đây được bao nhiêu tháng rồi và mọi tiền trọ mỗi tháng là bao nhiêu hen Cường? Ở đây thì nói chung ra ở thì cũng chuyển vòng hoài à. Ví dụ như mình đi vùng này thì mướn nhà trọ bán chừng tháng trời, cái bắt đầu đi vùng khác mướn bán chừng tháng trời vậy đó. Cho nên là mới ở đây chừng tháng vậy thôi. Đi chỗ này chỗ nọ đổi vùng hoài. Anh Cường là quê gốc ở đâu anh Cường ạ? À? Quê cũng ở tỉnh An Giang luôn, quê gốc tỉnh An Giang nhưng mà ở quê nhà thì ở Chi Tôn, An Giang. Dạ. Huyện Chi Tôn. Và hôm nay thì anh dạt về lại Long Xuyên để mưu sinh đúng không ạ? Tại vì Long Xuyên là có nghĩa là gì? Tại vì mình không thấy đường, mà nếu ở quê xe cộ nó khó khăn quá. Nếu mà mỗi lần đi vậy tốn 200 ngàn lận mới tiền xe lận, cho nên nó nặng vốn lắm ở quê á. Dạ. Tại mình người ta thấy mình bao nguyên chiếc xe người ta đi theo mình tối ngày. Chừng nào về bắt đầu mình tâm mình mới rồi là nguyên ngày đó trả cho ta 200 ngàn. Rồi còn nếu mình đi dưới này thì mình muốn đi xe thì mình đi ra ngoài xe buýt này nọ thì mình đi, ví dụ đường nào thuận tiện xe buýt thì mình đi cũng được, hoặc là không thuận tiện xe buýt thì mình đi xe đa, cũng mấy cái đường nó cũng gần cũng không có tốn tiền xe gì nhiêu. Còn ở quê thì nó bất tiện cái vụ xe cộ dữ lắm. Em nghe bà con ở xung quanh này á có nói anh có biệt tài đó là đánh đàn,
Tuy nhiên thì tí nữa đây thì mọi người sẽ xem cái tài nghệ của anh. Anh có thể chia sẻ trước khi mà tặng cho tụi em một một số bài thì chia sẻ là duyên như thế nào anh đến với âm nhạc và có thể đánh được đàn được không ạ? Thì đàn này do cái sự đam mê, ví dụ như mình thích thì làm được, nhưng mà được cái mình không hay bằng ai, cho nên ở vùng sâu vùng xa mà nói chung cái đâu có hay bằng ai, cho nên chủ yếu đi bán đồ ca hát. Mình nên như thỉnh thoảng có tiệc nhậu đồ để nó ta rủ lại chơi đó, tiệc nhậu tiệc cộ đồ đó ta rủ lại mình đờn ca đồ, từ từ biết để lên tay đờn được. À hồi lúc trước thì có học trong trường khuyết tật thì dạy làm môn nhạc không, đâu có giọng cổ, rồi bắt đầu ra cái máu thì mình phái giọng cổ hơn, cho nên là mài mò bên giọng cổ không à, còn nhạc thì bỏ không có phái. Cái việc mà anh người bình thường đã học đàn thì rất là khó rồi, còn như anh thì học đàn thì bao nhiêu lâu thì anh mới đàn được tất cả các bài bản giọng cổ hay anh Cường ha? Cái này nói chung ra đàn này tất cả các bài bản giọng cổ thì ví dụ nó gọi là 3 năm 6 bắt 4 quán 7 bài đó, mà đều 20 bài tổ đó nó mới hết, nhưng mà đều có cái mình biết miếng miếng thôi, cái đủ để đi đám tiệc rồi chơi thôi à đó. Chứ còn nếu mà gọi là hết thì không có hết đâu, tại vì mình mày mò để mà biết cho nó nghe ta đờn nó im lỗ tai quá, mình chỉ biết nhưng mà đều có cái là do là cái thầy bà nó không có, yeah. Cho nên là mình biết chủ yếu là cái hạn chế thôi, còn ví dụ thầy bà có thì bên môn âm nhạc á thì thầy bà có, còn ví dụ bên này á thì mình không có ai dạy cho nên tự mày mò thôi, vì vậy cho nên cái biết mới mới à. Cái hình ảnh mà em thường thấy nhất trong những cái đoạn clip ngắn được người dân quay lại đó là anh đội một cái chiếc nón có hình một cái micro mà anh đó, tự vừa đàn vừa ca. Đàn máng cho tao để anh lấy. Dạ hôm nay thì cũng trong cái khuôn viên nhà trọ này thì người ta nói là hát rất là hay, và chắc có thể là anh Cường sẽ gửi cho tụi em hai câu giọng cổ cộng thêm một bản vắng nha. Cái nón này nữa. Cái nón đây. À đưa nón. Cái nón này đó hả? À đúng. Này chi tiết nãy giờ nón máng trên đó đó, nó có cái đồ để cái mi gì nè. À vậy đó. Ôi số 1 luôn á. Anh Cường là hát giống Châu Thanh đúng không anh Cường? Ta nói là cái này thì mình hát Châu Thanh thì không có biết giống hay không, nhưng mà ta tại thì có người ta nói vậy thôi chứ mà đâu có cho mình giống được, tại dạng là cây dạng á vườn chơi thôi. Anh tặng hai bạn nhắn bài gì với lại hai câu trong cổ bài gì nói cho cô bác quý vị nghe anh Cường. Bây giờ thì bán chắn thì hát kèm với giọng cổ luôn đi ha. Dạ chọn dân dân cơm hai cái giọng cổ dân dân cơm với hai câu giọng cổ đi, nhưng mà hát ra chứ biết sao đi, bây giờ quên sáng tác rồi. Thank you.
cái gì cái này cái khác cái này cái kia chứ đâu phải cũng suôn sẻ hết đâu được xã hội mà. Rồi từ đó đến giờ mấy cái đợt dịch Covid rồi mình sinh hoạt là ổn định không? Nói chung dịch Covid đó thì đi ra ngoài đeo khẩu trang ca nó mệt lắm đeo khẩu trang cũng ca được, nhưng mà đều có cái là gán ca nó mệt hơn là cái như mình thả lỏng không đeo. Ra đường thì phải đeo khẩu trang mà để khẩu trang ca luôn đó. Còn nếu mình ở trong nhà thì mình ca tự nhiên được, còn ví dụ như ra đường phải đeo khẩu trang là để khẩu trang ca luôn à. Mỗi một tháng như thế thì tiền thu nhập của anh có đủ để trang trải cho tiền trọ và gửi về nhà để nuôi hai con không anh Cường? Trong ra thì làm đời sống mà, thì mình làm lai gai thì cũng đủ, nói chung ra nhiêu cũng đủ chứ, tại vì nói chung ra là cái hoàn cảnh ví dụ như có ít đó, thì mình dính bớt lại chút cái này bớt cái kia miếng dồn vô nhường cho con, hoặc là để dành cái miếng ví dụ như nhà trọ này nè, ví dụ mình biết là tháng 900 ngàn hay phải không, rồi bỏ vô ví dụ 30 ngàn bỏ đó đi đó, ngày nào vậy rồi tới tháng cái mình có sẵn đó. Còn cái gì cũng trang trải được hết, nhưng mà điều có cái là nó không có cái mức nó không có cao thôi chứ ví dụ mình ít thì ăn ít có nhiều ăn nhiều vậy thôi. Ngoài cái việc mà anh vừa đàn vừa ca thì anh có giả giọng theo nghệ sĩ được không anh Cường? Giả giọng nghệ sĩ hồi đó giờ không biết giả chứ, bởi vì cái nào tại vì đi thi cũng vậy, nên có nghe mấy cái bà mấy cái chỗ mà ta chấm thi á, nó dụ sân khấu rồi chấm thi đó nó đâu có cho mình giả giọng nghệ sĩ, là chấp giọng của mình thật sự vậy mà nó tốt hơn. Dạ. Nếu giả nghệ sĩ là nó không cho đậu đó. Cho nên là cái gì cho nên không bao giờ bắt chước cái giọng nghệ sĩ nào hết trơn á. Chừng nào lỡ mình có lên thi mình cũng chơi cái giọng của mình thiệt đi. Người ta nói cái giọng mình giống Châu Thanh nhưng mà thật sự không có bắt chước Châu Thanh. Đó, đạo giờ gan cái giọng sao cái gan vậy thôi. Ví dụ cái bài của Châu Thanh là cái bài Quanh ơi mười mấy năm trời xa vắng đó. Thì cái bài song ca đó, nếu mà mình ca kéo thì cũng có giống Châu Thanh nhưng mà mình không bắt chước Châu Thanh, hơi bình thường vậy đó. Nên ca vậy lỡ có thi cử rồi cũng không ai bắt lỗi mình. Anh Cường anh đọc tấu cho cô bác quý anh chị nghe hai lớp trung thu đi. Hai lớp trung thu hả? Trung thu phải không? Trung thu rồi. Ồ anh đợi nó hay quá. Cái tại vì cái đoạn những cái bài trung thu đó hay là với lại một lớp Hàng Giang cũng được đó, nghe rất là hay. Thank you.
đó. Dạ. Đánh hai cái bản này là đuối hơi luôn á nha. Ờ tại nó vui lắm. Cái bài Hàng Giang còn vui nữa anh Hàng Giang à. Mà hết bệnh bây giờ thôi mình chuyển qua mình quýnh cờ đi. Ờ thì đúng rồi.